Dạ, em xin gửi lời chào đến quý khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, dạ, em chào chị. Dạ, hôm nay chị đến đây là để là chia sẻ đoạn video tìm mảnh ghép tình yêu của đời mình. Chị có thể giới thiệu giùm em tên chị và chị đến từ đâu, tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến cô chú anh chị về giúp em ạ. Xin trước hết xin chào hai em. Sau đó thì chào anh em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chúc sức khỏe cộng đồng mạng, là anh em trong cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe, tốt lành. Rồi chị Quỳnh Thị Phú, sinh năm 1969, là 55 tuổi. Là chị cũng muốn lên đây kiếm một nửa của mình, là phải người đó là phải phải nói có mảnh ghép của mình. Dạ. Để phù hợp là người đó là phải có đạo đức. Dạ. Dạ, không nhậu nhẹt. Dạ. Làm ăn biết thương yêu gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau. Dạ. Sống phải hòa đồng. Dạ. Điểm thứ nhất là tuổi tác thì coi như là từ 59 tuổi tuổi thìn. Từ 59 đến khoảng bao nhiêu chị? Từ 59 với 73. Không, ý mỗi là tuổi, cái lứa tuổi là từ tuổi từ, ví dụ đi, bây giờ là chị chọn là từ 50 tuổi hay là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi á? Từ 59 đi. Dạ. Tới là tuổi 59 tới 51. À, từ 51 đến 59 tuổi. Ừ. Dạ, là chị cần tìm một người bạn đời của mình. Ừ. Từ 51 đến 59 tuổi hả chị ha? Là cái tính tình của cái người bạn của chị đang tìm thì cần chị phải sống thật. Dạ, sống thật. Không giả dối. Dạ. Chị cần cái người bạn của mình là cái công việc làm như thế nào, chị chia sẻ giùm em mà. Công việc làm phải ổn định. Dạ. Không biết giàu nghèo gì mà đều công việc làm phải ổn định. Dạ, chị có chọn là mà một người bạn của mình là bộ quê ở đâu không chị, hay là ở đâu cũng được chị? Ở đâu cũng được. Dạ. Rồi về cái việc mà nhà cửa chị, nhà cửa người bạn nhà của cửa mình. Thì chị không có nhà cửa, chị dạ. Ở nhà trọ. Dạ. Thì con cái chị ba đứa con. Dạ. Là riêng tư hết rồi, cháu dạ. Nội cháu ngoại có hết rồi. Dạ. Là coi như mình nên chị. Dạ. Là coi như sống dạ. Mình nên đó. Dạ, chị cho em hỏi là sau khi mà em chia sẻ video mà cảm thấy mà chị và một anh nào đó tìm hiểu nhau hợp thì chị sẽ là về nhà bên người bạn đời của mình để ở hay là như thế nào, chị chia sẻ giùm em ạ. Thì cái đó là tùy đi em, để tìm hiểu chị, đó, chị ha. Tìm hiểu rồi dạ. Thì tính sao. Dạ. Dạ chị cứ chia sẻ thêm giùm em ạ. À, mà cái cảm nghĩ của chị như là mình cần tìm một người bạn thì chị cũng chia sẻ rồi. Rồi những cái cảm nghĩ là để tìm một người bạn hợp với mình đó, chị cứ cởi mở chia sẻ để là đối phương xem qua video hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của chị hả chị ha. Dạ chị chia sẻ giúp em. Là sao? Những người không uống rượu, không cờ bạc. Dạ. Dạ hút thuốc thì thoải mái đúng không chị? Hút thuốc thì cũng được. Còn những cái sở thích khác, ví dụ như đi đây đi đó rồi chị chọn người như thế nào chị? Người đàn ông phải hoạt bát, là phải hiểu chuyện, biết chuyện, hoạt bát. Dạ. Sống không gia trưởng. Dạ. Chị thì điểm mạnh của chị là coi như là thích hòa đồng. Dạ. Đối ngoại đó, đối nội gì đều được hết. Dạ. Lo làm ăn chứ không có cờ bạc hay là gì hết, không có chơi bời. Dạ. Dạ, hiện tại bây giờ là công việc của chị đang làm gì chị? Công việc của chị thì đang giúp việc nhà người ta, giống như làm theo giờ ấy em. Dạ. Tháng lương cũng được 10 triệu. Dạ, mỗi một tháng 10 triệu hả chị? Em cũng hy vọng là qua chương trình chị sớm tìm được cái mảnh ghép của mình hả chị ha. Dạ.
Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì em cũng thưa chị là gì, em và Nghĩa là anh em tụi em là chỉ là chia sẻ video làm nhịp cầu nối để đăng cái video lên lan tỏa cô chú anh chị xem qua được, có cái hẹn để anh chị gặp nhau, có thời gian tìm hiểu. Còn về cái việc mà tìm hiểu mà để anh chị có duyên hay là có hợp tình hợp tính hay nhau hay không thì cần có cái quá trình, cái thời gian đó anh chị tìm hiểu giùm em. Em chỉ cung cấp cái thông tin làm nhịp cầu nối thôi anh chị ha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Chị có gì chia sẻ thêm không? À, còn bên đây là anh chị đang ngồi chờ để ghi hình nha cả nhà. À, một số của chú anh chị bên đây là đang ngồi chờ để tiếp tục ghi hình tiếp theo. À, chị cho em hỏi là mình tìm một người bạn của mình thì chị có nhu cầu như là anh đó là vợ con như thế nào hay là anh là không vướng bận gia đình? À, chị hiểu ý em mà. À, đó rồi anh đó là không có con hay là có con nhưng mà không vướng bận gia đình gì đó, để chị chia sẻ giùm em. Không, nói chung là nếu mà thí dụ con cái thì con thì ai cũng có, thí dụ tuổi này là ai cũng có con rồi đó, mà đều là cái người đó là phải giống như là sống một mình hay là gì đó. Dạ, dạ, có nghĩa là không vướng bận gia đình. Con cái thì ai cũng có nhưng mà không vướng bận gia đình để có thời gian anh và chị làm để chăm sóc bản thân cho nhau, phải không ạ? À, đúng. Dạ. Dạ chị cứ chia sẻ giùm em à, chị cái cảm nghĩ của mình cứ chia sẻ để người bạn đối phương mình hiểu mình hơn á chị. Sau khi mà anh em chia sẻ được clip này, nếu như có câu các chú nào mà gọi đến cho em muốn xin số của chị và muốn gặp chị thì mình có thể lên đây để trao đổi gặp trực tiếp được. Chị có đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ, thời điểm nào là chị rảnh, ví dụ như thứ bảy chủ nhật hay là những ngày thường, thời gian nào chính xác là chị đang không làm việc cho chị? Sáng chủ nhật. Chủ nhật. Ủa, vậy sao bữa nay thứ bảy là chị có thời rảnh là chị lên đây gặp chị? Tại vì bữa nay là chị sinh nhật. Dạ chị thân mến, vậy là hiện tại bây giờ là chị rồi, chị rảnh được ngày chủ nhật. Thì hiện tại như mình tìm hiểu được các chú hợp với mình không ạ, thời điểm bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân vậy? Thì cái đó là do duyên đi em, do duyên đi, để từ từ giống như mình tìm hiểu 5-10 năm luôn đó chị. Thì mình thấy phù hợp thì mình cứ tiến tới. Dạ chị cho em hỏi là như là cái video em chia sẻ video thì có một chú nào đó xem cái video cảm thấy là chị hợp thì anh và chị cần có thời gian tìm hiểu, sau khi cái cuộc tìm hiểu đó cả hai hợp nhau để tiến đến cái hôn nhân thì anh này là còn vướng bận gia đình ba mẹ, em thí dụ nha, là phải về bên gia đình anh sống cùng. Được. Đó anh có nhà cửa về bên anh sống cùng thì chị có chấp nhận để đi theo về bên nhà của một người bạn đời của mình để cùng chung sống không ạ? Được. Vậy được hả chị ha? Dạ. Nói chung là chị anh nào có gia đình, dạ, có nhà có cửa thì chị cứ cần, dạ, đến sống với anh đó cũng được. Dạ vậy là nói chung là chị giờ là không vướng bận gia đình gì cả hả chị ha? Không vướng bận gì hết. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi thêm là cái thời điểm mà chị chia tay với ông xã chị đến thời điểm ngày hôm nay là cái thời gian được bao lâu rồi chị? Nói chung là chị bồng chóng mấy đứa con lên Sài Gòn là năm 2000. Năm 2000 đến giờ. Năm 2000 rồi ông xã cũng lên tìm. Dạ. Tìm cũng cho ông xã có cơ hội. Dạ. Để quay đầu lại. Dạ. Mà ông xã cũng y như vậy. Dạ. Thành ra chị năm 2003 là chị đứt đoạn luôn. À, là mình ly dị luôn hả chị hả? Nói chung là hồi đó em dưới quê kiểu giống như gia đình nghèo á. Dạ. Rồi cũng không có không kết đám cưới. Có kết không hôn có đám cưới. Là coi như là hai bên mấy người gì đó cái nấu cơm. Dạ. Là làm tập dịch gì đó. Dạ, chị, lại ông bà. Chị cho em hỏi là trước kia anh chị đến với nhau có kết hôn không? Không, không. À, không kết hôn nên không phải ly dị. Ừ. Dạ. Bây giờ là em chị có giấy độc thân. Dạ. Thì, trong khi đó là chị ông xã là nhậu quậy đốt nhà, là chị có bộ đồ mặc chính gia thôi, từ mẹ tới con. Rồi chị cũng là bồng chóng ba đứa con, một đứa thì 12 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa mới biết đi lẩm đẩm.
đó, thành ra chị ở Vũng Tàu được 2 tháng rồi, cũng chị em ở Vũng Tàu mấy chị cũng cho mượn tiền để đi lên thành phố, mấy chị rủ đi lên thành phố để làm kiếm tiền. Rồi chị cũng bồng chóng mấy đứa con lên thành phố, mà lúc đó là lên thành phố là hết tiền, là chỉ còn có 50.000 thôi. Chị mới vào quận 4, chị mua đu đủ về chị sẽ chị bưng chị bán. Một ngày lời có 8.000 à. Nói chung là mẹ con cũng đủ sống lây lắc. Rồi chị kia chỉ bồng chóng là ở ké trong nhà chị. Rồi sau này là có tiền trả lại chị sau. Đó, rồi thì sống lây lắc ở thành phố cũng được tới năm 2013. Mấy mẹ con mới bồng chóng lên trên này. Rồi mới gả cưới cho con cái hết. Đó, rồi giờ cháu nội cháu ngoại chị có hết là 3 đứa con. Vậy là cái cuộc sống một thời gian dài cũng là vất vả khó khăn hết chị vất vả lắm em. Dạ, nên là theo em mà nghĩ... chị không có biết chơi bời gì hết. Dạ, theo cái cảm nghĩ của em mà lần đầu tiên anh em ngồi tiếp chuyện với chị là chị chia sẻ những cái cảm nghĩ, những cái tâm tư của mình. Em nghĩ là những ngày gần đây mà chị tìm được một mảnh ghép của mình đó, một anh nào mà hiểu được cái tâm trạng của chị, và tại vì chị đã từng khó khăn một cái thời gian dài, biết được cái những cái khó khăn đó nên là chị trải lòng, nghĩa thấy không? Khi chị ngồi chị chia sẻ, chị tìm cái mảnh ghép của mình, nhưng mà những giọt nước mắt của chị không thể cầm được đó. Nên là hy vọng là em cũng không biết nói gì hơn, chỉ là hy vọng cho chị một ngày sớm nhất gần đây tìm được một cái mảnh ghép của đời mình. Để nói chung là để tìm mảnh ghép để làm gì, để như là về những cái tuổi lớn tuổi của mình, những cái thời ngoài cái thời gian đi làm về để chăm sóc lo cho nhau, phải không chị hả? Dạ. Có bao giờ mà chị đi làm rồi mình cảm thấy là mình xa nhà rồi cô đơn trong cái thời gian dài mà không có một cái bờ vai nương tựa, thì cái thời điểm đó em nghĩ là cái cảm xúc chị như thế nào chị? Rất buồn lắm em. Dạ. Nhiều khi cũng cảm thấy buồn lắm. Nói chứ con cái đâu có bằng vợ với chồng. Dạ. Thì hôm nay khi mà em chia sẻ cái video trình chị cứ lúc đầu có nghĩa anh em mình mà chưa ghi hình đó, là chị chia sẻ những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của chị đó rất là bình dân và giản dị, đầy truyền cảm. Nhưng mà giống như chị có nói là lần đầu tiên chị lên hình đó, cái chị nói là chị không biết nói gì luôn, mà nói chung là một phần nào em cũng hiểu chỉ một phần. Nói chung là quên tới quên luôn. Dạ. Nhiều khi nói lộn xộn á. Dạ. Em cũng nói chung là em chỉ hy vọng là khi mà anh chị đến kết nối tình yêu thương, em cũng hy vọng là cái nhịp cầu nối sớm được anh chị có cái bờ vai nương tựa hạnh phúc để hữu hỷ cái tuổi sau này. Còn nói chung là ai lớn lên thì cũng có một cái ý nghĩ là mình có cái cuộc sống là ấm no và hạnh phúc. Và hạnh phúc hay không á chị, đó là như là cái duyên và cái số phận của mọi người nữa, chứ không phải là ai muốn hạnh phúc cũng được đâu. Nên qua cái video chương trình ngày hôm nay, em cũng gửi đến quý vị khán giả xem video, quý cô chú anh chị cũng đừng có ngại về cái việc mà mình tìm lại mảnh ghép của nửa đời mình. Cô chú anh chị cứ mạnh dạn liên lạc cái số điện thoại trên màn hình, anh em chúng em sẽ cố gắng làm cái nhịp cầu nối để cô chú anh chị có cái thời gian gần nhau hơn để tìm hiểu nhau. Biết đâu những cái quãng ngày còn lại mình bù đắp cho nhau cái đôi vai hạnh phúc bên nhau, còn có một cái mái nhà hạnh phúc hả chị ha. Dạ, em cũng hy vọng là chị khao khát. Dạ, những điều đó lắm em. Dạ chị, nói chung là không phải, em nghĩ là không phải một mình chị khao khát đâu, rất nhiều cô chú anh chị mà bước qua cái tuổi lớn tuổi đó rồi muốn bước thêm bước nữa nhưng mà ngại lên hình. Thì chị có cái lời gì mà chị chia sẻ để gỡ đến cô chú anh chị và cô chú anh chị an tâm mà lên hình để tìm cái mảnh ghép cho đời mình không chị? Rồi sau khi đó thì coi như là chị cũng có lời khuyên với anh chị em, những người lớn tuổi giống như chị, cứ cố gắng lên để mạnh dạn lên để đi tìm một nửa của mình. Dạ. Rồi, rồi em cảm ơn chị. Cộng đồng mạng. Dạ. Trong nước và ngoài nước, và chúc đầy sức khỏe. Dạ, chúc hai em đầy sức khỏe. Dạ, trước khi em tạm dừng video ở đây thì em đại diện anh em trong nhóm và quý vị khán giả xem video gửi đến chị một lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và riêng bản thân em và anh em trong nhóm sẽ xin chúc chị
Sau khi chia sẻ video, video được lan tỏa, chị tìm được cái mảnh ghép của đời mình sớm nhất để bù đắp lại những cái ngày tháng năm dài mà mình cô đơn lạnh lẽo hả chị ha? Rồi, cảm ơn em. Dạ, em xin chào. Và một lần nữa em cũng xin chúc quý vị khán giả xem video trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cô chú anh chị xem video bấm cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới gỡ đến quý vị, cô chú anh chị. Dạ, còn trước mặt em đây là một số khán giả đang ngồi chờ để là tìm hiểu cái mảnh ghép của đời mình nha cả nhà. Đây một số cô chú anh chị đang ngồi chờ đây. Đó, cô chú anh chị cứ mạnh dạn liên lạc với anh em tụi em để mình là sớm kết nối được cái tình duyên hạnh phúc bờ vai hạnh phúc nha cả nhà. Cũng thưa cô chú anh chị là gì, sau khi chia sẻ video kết nối về tình duyên mảnh ghép, rất nhiều cô chú anh chị gọi cho anh em tụi em. Thì hiện tại giờ là trên hệ thống là chỉ có hai cái số điện thoại thôi nha cả nhà. Nên là cô chú anh chị những lúc mà gọi không được, cô chú anh chị vui lòng kết bạn Zalo, sau đó cô chú anh chị nhắn tin trên Zalo, sau đó anh em xem và sẽ trả lời tin nhắn lại cô chú anh chị. Tại vì những lúc anh em đang ghi hình như thế này nè mà cô chú anh chị gọi đến thì anh em không thể nghe được, cũng mong quý vị thông cảm. Và để mình tìm cái mảnh ghép cho mình, cô chú anh chị vui lòng đến quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức. Chợ đầu mối nông sản nằm trên tuyến quốc lộ 1A, thì gần đó có cái văn phòng đại diện của anh em chúng em để kết nối về tình duyên mảnh ghép của đời mình. Cô chú anh chị cái liên lạc và tìm cái địa chỉ là chợ, tại vì em chỉ cái địa chỉ chợ đầu mối Thủ Đức thì cô chú anh chị rất dễ tìm. Cô chú anh chị cứ ở tỉnh thành nào, cô chú anh chị hỏi là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì cô chú anh chị đến đó gọi lại cái số điện thoại trên màn hình giùm anh em chúng em, thì anh em chúng em sẽ hướng dẫn để gặp anh chị sớm nhất để tìm cái mảnh ghép tình yêu của mình. Dạ, em xin chào.